Ngày hôm nay, đại nhất phu nhân Ukraine đã tới Hoa Kỳ. Bà ta nói về cái chuyện xảy ra có thể rất là tồi tệ ở bên Ukraine. Tôi muốn nói chuyện với mọi người trong không phải tôi là người đại nhất phu nhân. Tôi nói chuyện với mọi người là một người mẹ, là một người con. Bà đệ nhất phu nhân, đã đưa cho mọi người xem những hình ảnh về chiến tranh xảy ra bên Ukraine. Đây là đứa nhỏ 4 tuổi tên Lisa, đã gặp bà ta vào tháng 12 vừa qua. Kết cuộc thì đứa nhỏ đó đã bị chết vì đại pháo của bên Nga bắn vào. Cái xe đẩy của đứa nhỏ văng qua một bên. Người mẹ của đứa nhỏ hiện tại đang nằm trong nhà thương, rất là nguy hiểm. Không ai dám nói cho người mẹ của đứa nhỏ biết đứa nhỏ Lisa đã bị chết rồi. Còn đây là đứa nhỏ 5 tuổi thích vẽ tranh. Bị chết kế bên bà ngoại của mình. Đây là cô Sophia từ thành phố Bucha mất người mẹ. Và mất luôn cả cánh tay. Còn bao nhiêu gia đình nữa sẽ bị hủy diệt về chiến tranh lần này? Hiện tại, bà đại nhất phu nhân, bà kêu gọi Hoa Kỳ hãy giúp đỡ cho thêm những vũ khí và giúp đỡ cho về chống lại những cái quả tiễn bắn ở trên không đó, bắn vô trong thành phố. Và bà nói, chúng tôi đây rất là cảm ơn, rất là cảm ơn. Đó là Hoa Kỳ đứng chung với Ukraine. Và lần này, Hoa Kỳ đứng chung ở bên Ukraine giúp đỡ cho Ukraine những cái mạng sống. Và giúp đỡ cho Ukraine được độc lập và tự do. Sau khi bà đứng phát biểu xong, Mọi người đứng dậy vỗ tay. Trong lúc này, Hoa Kỳ hứa hẹn sẽ gửi qua thêm bốn chiếc xe, hai mã nữa, chiếc xe bắn rocket. Hoa Kỳ đã gửi qua Ukraine gần 12 chiếc rồi, ngay bây giờ thì gửi thêm nữa. Ukrainian officials credit the systems with helping blunt the Russian offensive in eastern Ukraine. Theo của du khoan nói, nằm về hướng Đông, Diêu khoan nhờ những cái xe này của Hoa Kỳ cho nên nước Nga rút lại ở đó một chút xíu. Và theo của Tòa Bạch Ốc cũng cảnh báo là nước Nga sửa soạn tấn công còn dữ tận hơn nữa. Và hiện tại nước Nga đang muốn chiếm thêm nhiều chỗ nữa. Ngày hôm nay, người chức trách bên nước Nga cảnh báo cho biết nếu mà những nước ở hướng tây cứ tiếp tục giúp đỡ cho ukraine những vũ khí bắn từ xa country, yes. bên nước nga sẽ tấn công thêm nữa tới nhiều chỗ trong thành phố ở bên ukraine